lắp đặt tấm sàn gỗ công nghiệp lên sàn Duraflex. Bước 1. Làm sạch bề mặt sàn Duraflex và đóng nối len tường. Kiểm tra độ phẳng của bề mặt sàn. Nếu còn một vài chỗ gồ ghề thì xử lý để đảm bảo bề mặt sàn thật phẳng. Tiến hành các thanh len tường và các clip 45 độ để đảm bảo các vị trí kế ép góc được chính xác và kê góc. Sau đó tiến hành bắn vít liên kết thanh chân len vào bốn cạnh sàn giáp với chân tường theo đúng kích thước thiết kế đã xác định trước để khóa hết bốn cạnh tường lại. Bước 2. Tiến hành trải lớp lót sàn. Tiến hành vệ sinh bề mặt sàn sạch sẽ trước khi tiến hành các bước tiếp theo. Dùng keo sữa quét đều một lớp mỏng lên bề mặt sàn. Sau đó quay mặt bạc của tấm lót sàn xuống dưới và dán xuống đều trên bề mặt sàn. Các tấm lót sàn khi dán xuống phải được dán liền nhau theo chiều dài hoặc chiều rộng của căn phòng. Bước 3. Lắp đặt sàn. Mặt sàn sẽ được ghép bằng các tấm gỗ lót sàn bắt đầu từ góc phòng và nối tiếp nhau từ trong ra ngoài. Các tấm ván sàn gỗ được ghép liên tục theo từng hàng. Các mép nối đầu mỗi thanh gỗ được ghép so le nhau. Khoảng cách giữa chân tường và mép sàn gỗ là 10mm. Đây là khoảng cách bắt buộc để có thể ghép mỏng cho tấm ván cuối cùng, đồng thời cũng chính là khoảng cách an toàn cho phép sự giãn nở của toàn bộ bề mặt sàn sau một quá trình sử dụng. Sau khi lắp xong hết các tấm gỗ lên toàn bộ bề mặt sàn, tiến hành kiểm tra lại toàn bộ bề mặt sàn gỗ một lần nữa. Sau đó dùng các thanh nẹp kết thúc đóng vào các thanh chân len đã đóng từ đầu để khóa hết bốn cạnh chân tường lại.